Năm 641, lúc ấy là mùa đông giá rét. Một vị tăng nhân toàn thân rã rời đã gõ cửa chùa Huyền Trung. Người bất chấp mưa tuyết để đến ngôi chùa này chính là Thiện Đạo. Thiện Đạo là người Lâm Chi, Sơn Đông, xuất gia từ khi 10 tuổi. Một lần vô tình lạc vào tàng kinh các, ông đọc được Quán Vô Lượng Thọ Kinh và bị cuốn hút bởi thế giới cực lạc được mô tả trong kinh. Nghe nói chùa Thạch Bích có Pháp sư Đạo Sức truyền giảng pháp môn tịnh độ. Ông bèn vượt ngàn dặm xa xôi đến bái sư, chuyên tu tịnh độ. Năm ấy, Thiện Đạo 29 tuổi. Bên bếp than hồng, hai vị tăng nhân thuộc hai thế hệ, một già một trẻ, ngồi đối diện đàm đạo thâu đêm. Nhà Đường lúc đó đang rất hưng thịnh, tín ngưỡng tịnh độ Di Đà cũng bước sang thời khắc quyết định. Không lâu sau, năm Đạo Sước 80 tuổi, ông đã truyền thụ cho Thiện Đạo ý nghĩa sâu xa của Quán Vô Lượng Thọ Kinh. 4 năm sau đó, Đạo Sước viên tịch. Thiện Đạo đến Trường An với một niềm tin vô bờ về Tây Phương cực lạc, bắt đầu chặng đường truyền bá Phật Pháp hơn 30 năm của mình. Theo những ghi chép trong Phật Tổ Thống Ký, khi ở Trường An, Đại sư Thiện Đạo rất nghiêm khắc với bản thân. Mỗi khi vào thất, Ngài quỳ xuống niệm Phật, chưa mệt hết sức, chưa thôi. Khi ra ngoài thì diễn thuyết pháp môn tịnh độ. Hơn 30 năm, Ngài chưa hề nghỉ ngơi, gìn giữ giới phẩm, không chút tơ hào. Thức ăn ngon đem cho mọi người, của đảm bạc dành cho mình. Tất cả của bố thí dùng để viết hơn chục vạn quyển kinh A-di-đà. Tư tưởng Phật học của Thiện Đạo tập trung thể hiện ở bộ Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ. Đại sư Thiện Đạo tập hợp những thành quả to lớn của các bậc tiền nhân. Ông chủ trương tịnh độ là dành cho kẻ phàm phu, không phải cho thánh nhân. Kẻ phạm vào 5 điều trái nghịch đạo lý, 10 điều ác, kể cả kẻ phỉ báng chính pháp đều có thể vãng sinh. Đồng thời, Thiện Đạo gọi trì danh niệm Phật là chính hành, những phương thức tu hành khác gọi là trợ hành hoặc tạp hành. Ông chỉ rõ, xưng danh tức là hành nguyện đầy đủ, niệm Phật tức có thể vãng sinh. Đơn giản hơn nữa, phương pháp tu hành là mở rộng cánh cửa vãng sinh tịnh độ cho những kẻ phàm phu tục tử. Ngoài ra, Đại sư Thiện Đạo còn biên soạn một quyển Vãng Sinh Lễ Tán Kệ, một quyển Tịnh Độ Pháp Sự Tán, một quyển Y Quan Kinh Đẳng Minh Bát Chu Tam Muội Hành Đạo Vãng Sinh Tán, một quyển Quán Niệm Pháp Môn, định ra quy tắc chi tiết cho những bài học thường ngày của tịnh độ hành nhân như Pháp Sự, Lục Thời Lễ Sám, Bát Chu Tam Muội, Quán Niệm Pháp Môn. Chùa Phụng Tiên được hoàn thành vào năm 675. Chùa nằm trong tổng thể hang đá Long Môn Lạc Dương thời Đường. Tương truyền khi đó Võ Tắc Thiên đã một mình bỏ ra 20,000 quan tiền để công đức cho công trình này. Quần thể tượng Phật Đại Lư Xá Na đã nâng nghệ thuật điêu khắc tượng Phật của Đại Đường lên tầm cao mới. Đại sư Thiện Đạo là người phụng chỉ giám sát công trình. Giờ đây danh tiếng của Đại sư đã lên tới đỉnh cao. Hơn 1.000 năm đã trôi qua, ngày nay quần thể tượng Phật Đại Lư Xá Na với dáng vẻ ung dung tôn quý, thần thánh vẫn làm lay động trái tim bao du khách. Thân Cổ Bác là họa sĩ người Thái Nguyên Sơn Tây.
Tại phòng làm việc ở ngoại ô thành phố Thái Nguyên, mấy năm qua, anh cùng với vợ là Lưu Hướng Hồng dẫn dắt một số học sinh say mê tìm tòi một loại hình hội họa hoàn toàn mới, đó là vẽ tranh tường. Tương truyền đây là loại tranh đã thất truyền tại Trung Quốc hơn 100 năm. Mấy năm gần đây lại được khôi phục trở lại. Song giá cả của màu vẽ khá đắt nên tạm thời chưa được phổ biến rộng khắp. Thật may, những bức tranh của thân cổ Bác phần nhiều đều lấy đề tài Phật giáo. Hơn 3 năm qua, họ nhận được sự giúp đỡ từ các thương nhân. Hai bức Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm và Địa Tạng Thập Vương Đồ chính là tác phẩm mà họ đã hoàn thành sau bao tìm tòi học hỏi. Hôm nay, hai vợ chồng thân cổ Bác lại dẫn theo một số học sinh đến chùa Huyền Trung. Văn hóa Phật giáo mấy năm trời đã ngấm vào người, khiến hai vợ chồng thân cổ Bác ấp ủ sứ mệnh giống như các tăng nhân chùa Huyền Trung. Đó chính là phải noi theo Thiện Đạo Đại Sư, vẽ về cõi Tây Phương tịnh độ và thể hiện thành tích của tổ sư tịnh độ các đời bằng hình thức vẽ tranh trên tường để lưu truyền muôn đời sau. Tháng 3 năm 681, Đại sư Thiện Đạo viên tịch tại Trường An. Đời sau truy nhận ông là nhị tổ Tịnh Độ Tông Trung Quốc sau Tuệ Viễn ở Lư Sơn. Từ đó về sau, tín ngưỡng Tịnh Độ A Di Đà hoàn toàn xâm nhập trong dân gian. Tín đồ ngày càng nhiều, xuất hiện nhiều cao tăng. Tam tổ Thừa Viễn cả đời chú trọng thực tiễn niệm Phật, không màng viết sách, chuyên tu Bát Chu Tam Muội. Lấy đó để lợi mình lợi người, có khí phách riêng. Tứ tổ Pháp Chiếu lập Tây Phương Đạo Tràng ở Lư Sơn, một đời chuyên tu pháp môn niệm Phật, tu hành khổ hạnh. Ngũ tổ Thiếu Khang từng trú tại Chiết Giang niệm Phật, lấy tiền dạy trẻ nhỏ niệm Phật. Trải qua một năm, người niệm Phật ở vùng ấy, bất kể giàu nghèo, già trẻ, đều đến chật kín các nẻo đường. Chùa Tịnh Từ ở Tây Hồ Hàng Châu, thời Tống gọi là chùa Vĩnh Minh. Năm đó, Diên Thọ tích cực đề xướng thuyết thiền tịnh nhất trí. Ông đã từng làm chủ trì ở đây 15 năm. Do vậy, người đời gọi ông là Vĩnh Minh Đại Sư. Ông cho rằng tất cả sự tu hành của Phật giáo cuối cùng đều phải quy về tịnh độ và tự mình tu hành. Diên Thọ từng làm tham thiền niệm Phật, tứ liệu giản kệ, trong đó có nói đến sự cần thiết phải tu cả thiền và tịnh. Tứ liệu giản kệ có nội dung rằng: có thiền không tịnh độ, mười người chín lạc lộ. Âm cảnh khi hiện ra, chớp mắt đi theo nó. Không thiền có tịnh độ, vạn tu vạn người đi. Nếu gặp được Di Đà, lo gì không khai ngộ. Có thiền có tịnh độ, như hổ đội thêm sừng. Kiếp này làm nhân sư, kiếp sau làm Phật tổ. Không thiền không tịnh độ, giường sắt và cột đồng. Vạn kiếp và nghìn đời, không ai người bấu víu. Lời giáo hóa này của Vĩnh Minh Diên Thọ nhắm vào sự cần thiết phải tu hành cả thiền lẫn tịnh. Ông một đời hoằng dương tịnh độ, phổ độ chúng sinh. Để tưởng nhớ Vĩnh Minh Đại Sư, người đời sau lấy sinh nhật ông ngày 17 tháng 11 âm lịch hàng năm làm ngày Phật Đản A Di Đà. Sau Vĩnh Minh Diên Thọ còn có thất tổ Chiêu Khánh Tỉnh Thường Đại Sư.
Bát Tổ Vân Khê Liên Trì Đại Sư, Cửu Tổ Linh Phong Ngẫu Ích Đại Sư, Thập Tổ Phổ Nhân Triệt Lưu Đại Sư, Thập Nhất Tổ Phạm Thiên Tỉnh Am Đại Sư, Thập Nhị Tổ Tư Phúc Triệt Ngộ Đại Sư. Khi họ đi thuyết giảng Phật Pháp, có những cống hiến to lớn cho việc truyền bá hơn nữa tịnh độ tông ở Trung Quốc. Và đến đời Minh Thanh đã hình thành nên cục diện nhà nhà A-di-đà, hộ hộ Quan Thế Âm. Năm 1913, hàng loạt các tác phẩm trong Phật học Tùng Báo đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo quần chúng. Tác giả các tác phẩm ký tên là Thường Tàm, chính là tên tự xưng Thường Tàm Quý Tăng của vị đại sư thời cận đại Trung Quốc Thích Ấn Quang. Ngay từ năm 1901, vị cư sĩ nổi tiếng bộ hành khắp nơi tầm sư học đạo Cao Hạc Niên đã đến thăm chùa Pháp Vũ trên núi Phổ Đà. Ông đã được đại sư Ấn Quang giữ lại đàm đạo 5 ngày đêm, truyền đạt pháp yếu tịnh tông và tặng bản viết các tác phẩm. 10 năm sau, tờ Phật học Tùng Báo ra đời. Khi đó, Cao Hạc Niên đã đem đăng báo những bản thảo này. Từ đó bắt đầu việc truyền bá pháp môn tịnh độ của Đại sư Ấn Quang thông qua sách báo thư từ. Năm 1918, cư sĩ Tử Úy Như lại sưu tập được hơn 20 bức thư của Đại sư Ấn Quang cùng với các tác phẩm đã được công bố, tựa đề là Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao. Sau đó in ấn rồi tặng cho mọi người. Sau nhiều lần tái bản, tác phẩm nổi tiếng thiên hạ từ đó. Năm đó, Lương Khải Siêu sau khi đọc Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao đã ca ngợi: Ấn Quang Đại Sư, văn tử tam muội thực giống như đôi mắt sáng giữa chốn mù mịt tối tăm. Có thể thấy rằng Văn Sao đã làm rung động lòng người đến mức nào. Ngày nay, trong chùa Linh Nham Sơn tại trấn Mộc Độc, huyện Ngô, thành phố Tô Châu vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn tấm bia đá khắc năm quy tắc của Đại sư Ấn Quang. Trên thực tế, tư tưởng hàm ý trong năm quy tắc này luôn xuyên suốt, thể hiện trong việc truyền đạo suốt cả đời của Đạo sư Ấn Quang. Đại sư không bao giờ khuyên người ta xuất gia, đến chết cũng không nhận đệ tử xuống tóc. Chủ trương chuyên tâm tu luyện, niệm Phật tại nhà. Đại sư Ấn Quang đã sống 4 năm cuối cùng của ông tại ngôi chùa Linh Nham Sơn này. Ngày 4 tháng Giêng năm 1940, gần 2 giờ 15 phút, trong một căn phòng tại tiểu khu viện này, Đại sư Ấn Quang đã lấy nước rửa tay. Rửa xong, ngài từ giường bệnh đứng lên nói: Ta phải đi đây. Mọi người phải niệm Phật, phát nguyện, hướng về Tây Phương. Nói xong, đại sư ngồi ngay ngắn lên ghế. Đến gần 5 giờ, trong tiếng niệm Phật của mọi người, đại sư đã thanh thản ra đi. Đại sư hưởng thọ 80 tuổi, năm tu hành được 60. Đại sư Ấn Quang được người đời sau tôn là tổ sư thứ 13 của tịnh độ tông. Ông sinh ra trong thời loạn lạc, do thời thế mà xuất hiện, vì hướng về miền Tây Phương mà một lòng quyết tâm, vì muốn cứu vớt dân chúng mà đau đáu nỗi lòng. Có thể coi đại sư giống như vị tổ sư đầu tiên của tỉnh Độ, đại sư Thích Vệ Tuyến của chùa Đông Lâm Lưu Sơn. Theo truyền thuyết, cây tùng cổ thụ trước Tam Tiếu Đường ở Đông Lâm Tự là do chính tay đại sư Tuệ Viễn trồng. Tên cây là La Hán Tùng. Tính đến nay đã có hơn 1.600 năm lịch sử. Nó còn được gọi là Lục Triều Tùng. Theo lời kể của các nhà sư trong chùa, cây rất linh thiêng. Những mùa lá khô hay xanh tươi đều liên quan đến những sự kiện trong chùa. Khi chùa hưng thịnh thì cây xanh tươi, chùa suy vong cây cũng héo úa.
Hiện nay, Lục Triều Tùng lại là một mùa xanh tươi tùm, sinh sôi nảy nở. Ngày 25 tháng 8 năm 2007, trại hè văn hóa tỉnh Độ Đông Lâm lần thứ 3 tổ chức trong 5 ngày đã kết thúc. Những ngọn nến tại quảng trường trước bảo điện Đại Hùng tuy chỉ cháy lập lòe, nhưng sư tổ đã dặn chỉ cần quyết tâm tu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, dù chỉ là ánh sáng đom đóm cũng đủ chiếu soi một tấm tịnh độ trong tim mỗi chúng ta. Đã phải